Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, báo Tuổi Trẻ không đại diện cho người Việt Nam mà còn dạy bày cho tuổi trẻ, tuổi già ghi ơn, ghi công bày. Về việc đặt tên đường cho giáo sĩ Alexander Rudd, thật buồn cười khi không căn cứ vào tài liệu lịch sử, nhất là khi cho rằng người phản đối đặt tên đường cho kẻ không xứng đáng cũng đang dùng chính chữ quốc ngữ để viết đơn và kết luận họ vô ơn. Nếu chỉ nhìn nhận như vậy thì tổ tiên chúng ta, các anh hùng dân tộc bao đời thư từ qua lại với Trung Quốc bằng chính chữ Hán phản đối họ xâm lăng cũng là vô ơn với Trung Quốc, đã mang đến chữ Hán cho dân tộc này gần 20 thế kỷ ư? Xin thưa, khi thực dân Pháp chưa xâm lăng, hoàng đế Quang Trung đã lập cả Sùng Chính Viện năm 1791 để chuyển thư tịch từ Hán sang Nôm. Chữ Nôm khi ấy chính là chữ quốc ngữ. Người Hàn, Nhật cũng cải thiện, cải biên từ chữ Hán sang tên họ, có chữ viết riêng giống như chữ Nôm của ông cha ta xưa. Đọc văn bản của Thiền sư Minh Châu, Phương Hải, các diễn đạt tiếng Việt không khác gì chúng ta bây giờ. Chúng ta cũng có cả một kho tàng văn học Nôm phát triển đỉnh cao là truyện Kiều của Nguyễn Du. Chữ quốc ngữ là chữ phiên âm theo mẫu tự Latin. Khi các vị giáo sĩ người Bồ sang Việt Nam truyền đạo, họ đã ký âm tiếng nói người bản địa để phục vụ cho mục đích truyền đạo. Sau này do chính sách giáo dục đồng hóa của thực dân Pháp mà họ cho thay thế bằng tiếng Pháp và chữ quốc ngữ, nên bãi bỏ hẳn chữ Hán, chữ Nôm. Chính điều này đã gây ra sự đứt gãy về mặt văn hóa. Cho nên nếu giờ không biết chữ Hán Nôm, chúng ta cũng chẳng biết tổ tiên mình suy nghĩ như thế nào. Xin trở lại việc đặt tên đường cho giáo sĩ Alexander Rudd. Nếu cần phải kỷ công hay vinh danh thì một tập thể các giáo sĩ người Bồ Đào Nha mới là người có công đầu. Chính giáo sĩ Alexander Rudd đã tự thừa nhận mình chỉ là người mượn lại công trình của các linh mục người Bồ mà biên soạn ra cuốn từ điển Việt Bồ La. Hơn nữa, thời gian vị giáo sĩ này ở Việt Nam rất ngắn, luôn lén lút và liên tục bị trục xuất. Không nên nhân danh toàn dân tộc để đặt tên đường. Có ba điều tôi đã nêu nhiều lần về vị linh mục đắc lộ này. Một, vị thừa sai này không phải người sáng tạo ra chữ quốc ngữ. Hai, vị thừa sai này viết thư xin vua Louis thứ 14 đem quân chinh phạt Đông Dương, trong đó có Việt Nam. Ba, vị thừa sai này có tư tưởng triệt hạ tam giáo, triệt hạ đạo Phật. Trong thất giảng 8 ngày, ông ta còn có những lời lẽ xúc phạm tới Đức Phật, một vị giáo chủ mà người Phật tử chúng tôi đang kính thờ. Kết quả của mưu toan triệt hạ tam giáo thống nhất với mưu toan đồng hóa văn hóa của chính sách thuộc địa, khiến không ít chùa chiền, đền miếu, lăng tẩm bị đốt phá. Một dân tộc mấy nghìn năm có Phật giáo vẫn tốt đẹp, mà khi thực dân Pháp cùng đạo Chúa đặt chân vào, liền chửi đạo Phật và tổ tiên Việt là quỷ, là dối, dẫn đến xảy ra bất đồng lương giáo, đến giờ vẫn còn âm ỉ chưa dứt. Với ba điều này, người Phật tử chúng tôi hoàn toàn có ý kiến chính đáng để phản đối đặt tên đường cho giáo sĩ Alexander Rudd. Xin lưu ý, tư liệu về giáo sĩ Alexander Rudd không thiếu gì, vì nó cũng là những tranh luận của nhiều thập kỷ nay rồi. Đừng để những nhầm lẫn trong ứng xử trở thành nhầm lẫn lịch sử. Trích một đoạn từ thầy đại diện Phật giáo lên tiếng phản đối đặt tên đường linh mục đắc lộ, kẻ phỉ báng Phật, đạo Phật và tổ tiên. Có những kẻ không bao giờ đọc tới lịch sử, không bao giờ nghiên cứu tới lịch sử thì mới cho rằng là đặt tên đường
những kẻ này nên phế, trục xuất khỏi Việt Nam qua Bồ Đào Nha ở bên đó. Tiếp theo mình sẽ trình bày về một bài của người Phật tử Thích Công, nguồn Cuồng Phong. Vì bài này khá dài, mình sẽ làm trong một clip thôi. Đập nát Phật giáo là phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc, làm kiệt quệ tinh thần thống nhất lòng dân, là cơ hội cho bọn thừa nước đục thả câu, ảnh hưởng đến sự an nguy của quốc gia, dân tộc. Vậy tại sao là Phật tử có trách nhiệm với Phật Pháp và Tổ tiên lại im lặng đớn hèn, trong khi chúng ta lại chẳng muốn được bình an? Ai chẳng để tâm đến sự an nguy của đạo Pháp và dân tộc? Dư luận hiện giờ đang trở nên hoang mang cùng cực. Phải chăng chúng ta hiện sống trong thời loạn văn hóa, trong khi đất nước đang hòa bình? Chẳng có gì đau xót hơn khi người dân cả nước chạy theo truyền thông đấu tố nhà sư Thanh Toàn, qua sự thổi phồng của truyền thông trong nước bằng tin giật tít nhà sư gã tình bị tận xuất và sở hữu 300 tỷ phải ra tòa, mà quên đi thành phố Đà Nẵng đang trưng cầu ý dân, đặt tên đường hai giáo sĩ mà trong đó có Đắc Lộ, tức Alexander Rush, là một tên gián điệp đầu tiên cho Pháp, đã bị triều đình ta đuổi cổ cả đàn trong lẫn đàn ngoài. Mấy lần vì hoạt động gián điệp gửi tin cho Pháp qua lớp vỏ tri ân ngụy biện, trong khi có nhiều tài liệu khách quan chứng minh ông Đắc Lộ không phải là người có công sáng tạo ra chữ quốc ngữ. Đó chính là nỗi bức xúc lớn lao cho cộng đồng Phật tử cùng dư luận trong và ngoài nước. Tại sao chẳng cơ quan truyền thông nào lên tiếng can ngăn hành động phản bội các tiền nhân? Họ đuổi giặc, nay tại sao lại nhớ ơn giặc? Chẳng phải chăng họ đang dựa vào truyền thông bẩn chống phá Phật giáo để phớt lờ dư luận, cũng như đang cố tình sửa đổi lịch sử để đầu độc hài hậu lai, nghĩa là mở đường cho gót chân giày của quân xâm lược? Chẳng lẽ dư luận giờ không phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai? Cho đến bây giờ, vụ nhà sư Thanh Toàn đã có nhiều người lên tiếng bênh vực và vạch trần giả tâm của cô nhà báo Thu Trang. Vì sao một người phụ nữ đã có gia đình mà còn lập mưu cám dỗ bằng nữ sắc để cho nhà sư phạm giới? Nếu không gọi đó là hạng quỷ phá nhà chay, hạng phụ nữ lẳng lơ trắc nết đập lên các giá trị truyền thống của dân tộc, đó là công dung ngôn hạnh cho một người đàn bà sành sỏi cắm sừng chồng. Mong các ông chồng của bà Thu Trang này hãy nghe. Thì là tại sao dư luận lại đảo điên mạt sát người bị hại, trong khi thầy Thanh Toàn còn biết giữ mình chỉ để phạm tăng tàn, không hề đụng đến ả? Lạ là 300 tỷ ở đâu? Đã có cơ quan nào điều tra để ra kết luận, hay chỉ cắt gọt lời người khác nói rồi nhảy đổng lên làm xã hội bấn loạn, đua nhau miệt thị Phật giáo? Không chỉ đòi đưa Thanh Toàn ra tòa, còn muốn tịch thu hết tài sản của thầy. Vậy đâu là giới hạn giữa giới luật nhà Phật và luật nhà nước? Nếu như tài sản của Tăng Ni đứng tên riêng là tài sản của giáo hội, dù họ được cho tặng và sở hữu hợp pháp theo truyền công quyền của công dân, thì chẳng lẽ Tăng Ni không có quyền sở hữu của một con người? Như vậy thì quyền công dân của nhà sư ở đâu? Hay không được pháp luật bảo hộ? Ngay cả khi tài sản đó không hiến cho giáo hội, thì tổ chức nào có quyền chiếm dụng theo luật pháp nhà nước? Trừ khi đó nguồn gốc bất chánh. Tuy nhiên, nếu được hiến tặng thì lỗi của người cho chứ chẳng phải của người nhận. Trong khi việc tạo hình tình huống thúc đẩy người khác phạm tội là hành vi vi phạm pháp luật, vậy thì kết luận điều tra sự kiện trên của cơ quan chức năng có thẩm quyền ở đâu mà để truyền thông dắt mũi? Hơn nữa,
Bài viết tố cáo thầy Toàn dùng toàn những lời bẩn thỉu là vi phạm thuần phong mỹ tục, đáng lý phải bị lên án. Tại sao lại được cộng đồng bênh vực vì một lý do mờ nhạt và nữ phóng viên hy sinh đức hạnh và phục vụ và hạnh phúc gia đình để bảo vệ môi trường? Sự kiện trước mắt còn nhập nhằng giữa đúng và sai như thế. Kẻ hại nhà sư được tôn vinh và ngược lại nhà sư bị công luận đấu tố, trong khi chỉ vì phạm luật Phật chứ không vi phạm luật pháp như cô phóng viên đú đợn nọ. Huống chi lịch sử đang bị người ta tráo đổi, thậm chí các giá trị văn hóa chân chính đang bị chà đạp. Không chỉ hiện tại truyền thông đang bênh vực kẻ dối trá và đấu tố nhà sư mà còn đang bưng bít cho những tên gián điệp phỉ báng Đức Phật. Nếu họ đặt tên đường hai giáo sĩ Thiên Chúa đó thành công là nỗi nhục về văn hóa nhà nước. Đây là những gì thành phố Đà Nẵng nguyện vọng tôn vinh trong lịch sử. Đó là nội dung của quyển sách Thuyết Giảng 8 ngày, được cho là được in bằng chữ Quốc ngữ đầu tiên. Trần Tiên Long viết: hãy đọc một đoạn của giáo sĩ đắc lộ Alexander Rush trong ngày thứ 4 của Phép Giảng 8 ngày. Cho nên ai phải đạo bực trong đọc ấy thì quỷ quái hơn kẻ theo đạo ngoài vậy. Vì vậy ông Khổng Tử là kẻ đại minh lấy làm thầy nhất, trong sách thì gọi đạo bực những đạo rỡ mọi vậy. Vì hằng có hỏi sự thờ bực này là thói rỡ mọi, bởi tam giáo này như bởi nguồn dục có ra nhiều sự dối khác. Câu cú văn không ra gì hết. Không những mạt sát đạo Phật và các tôn giáo Á Đông, đắc lộ còn đòi chém ngã cho ngã thằng Thích Ca. Cùng một luận điệu như giáo sư tôn giáo học Dương Ngọc Dũng đã làm dậy sóng dư luận khi công khai miệt thị Phật giáo, trong khi đạo Phật từng là quốc giáo của dân tộc, cùng đồng cam cộng khổ với nhân dân trong suốt mấy ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Đó là mối tình thủy chung keo sơn gắn bó giữa đạo pháp và dân tộc. Bất kỳ ai miệt thị Phật giáo là xúc phạm đến cội rễ tâm linh của cả dân tộc. Trong khi nền quốc học xưa Nho, Lão, Thích dần dà bị mai một, thì điều cần nhất là phải thống nhất lòng dân, ổn định tình hình an ninh trong cả nước bằng cách xiển dương giáo nghĩa đạo Phật để giữ lại nền tinh túy của quốc học, cũng như duy trì và phát huy các giá trị truyền thống văn hóa dân tộc để chống nạn lâm le xâm lược của phương Bắc ngàn đời. Bằng chứng là các thời kỳ vàng son thịnh trị trong lịch sử dân tộc Phật giáo đều là quốc giáo từ thời Lý Trần. Từ lịch sử Phật giáo Trung Quốc cho đến Phật giáo Việt Nam, bất kỳ giai đoạn nào Phật giáo suy đều ảnh hưởng đến sự thăng trầm của cả dân tộc, nên các triều đại Minh Quân, Phong Kiến đều trọng thị Phật giáo. Đập nát Phật giáo là phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc, làm kiệt quệ tinh thần thống nhất lòng dân, là cơ hội cho bọn thừa nước đục thả câu, ảnh hưởng đến sự an nguy của quốc gia dân tộc. Vậy tại sao là người Phật tử có trách nhiệm với Phật pháp và tổ tiên lại im lặng đớn hèn, trong khi chúng ta chẳng ai muốn được bình an, ai chẳng để tâm đến sự an nguy của đạo pháp và dân tộc? Nếu như sự kiện thầy Thanh Toàn bị đấu tố thành công, con đường mang tên giáo sĩ đắc lộ được vinh danh thì khác nào chúng ta đang quay trở lại thời pháp nạn năm 1963 trong một đất nước yên bình. Tất nhiên chính quyền Đà Nẵng đang trưng cầu ý buộc phải chọn giữa sự thật lịch sử và hơn 90% dân chúng sẽ phản quốc, nghi ngờ chính quyền bắt tay với Vatican và sẽ mất niềm tin, trong khi sức mạnh của dân để chống ngoại xâm chỉ nằm trong những người lương. Dù tất cả tôn giáo đều là khối đại đoàn kết dân tộc, đó là sự thật và lịch sử đã chứng minh. Vậy mà các tiến sĩ như Dương Ngọc Dũng, Nguyễn Xuân Diện lại ngang nhiên công kích bôi nhọ Phật giáo, trong khi đó là tầng lớp đại diện cho tri thức nước nhà, mà không hề để tâm đến việc phản đối, âm mưu ngụy tạo lịch sử, gây bất mãn với quần chúng Phật tử
Chẳng lẽ các tiến sĩ thượng lưu lại tôn thờ những kẻ lỗ mãn và vô văn hóa như Đắc Lỗ? Lịch sử đã chứng minh rõ ràng rằng từ thế kỷ 16, một số giáo sĩ Ca Tô, Bồ Đào Nha đã xâm nhập nước ta. Họ dùng mẫu tự Latin để ký âm mục đích ban đầu để truyền đạo, nhưng về sau được các giáo sĩ thừa sai pháp. Trong đó có một tên giặc gián điệp thực dân là Đắc Lộ đã dùng lối chữ thô sơ lúc đầu được viết lên cuốn Phép Giảng 8 ngày phỉ báng tam giáo, đồng thời muốn xóa bỏ nền văn hóa cổ truyền của Việt Nam. Cũng có Đức Văn Lợi, số người nhẹ dạ cả tin, phản bội tổ tiên, không ngần ngại có những hành động theo giặc phản quốc. Giám mục Buginer đã khẳng định: không có giáo dân Việt Nam thì Pháp không thể lập được nền đô hộ ở Việt Nam. Thực chất, cái mà chúng ta gọi là chữ quốc ngữ thời đó chỉ là vũ khí văn hóa hạ cấp của Đắc Lộ và của các thừa sai về sau để phục vụ cho âm mưu xâm lược của thực dân Pháp. Chúng ta dùng ngay vũ khí đó để mở mang dân trí, khai phóng dân tộc, giữ gìn độc lập thì tại sao phải tri ân? Như vậy, Đắc Lộ không phải là người sáng tạo ra chữ quốc ngữ, đó là thành quả có tiến trình hoàn thiện chữ quốc ngữ của cả dân tộc. Những cách mà những nhà cách mạng như Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu nhận ra tầm quan trọng của việc truyền bá quốc ngữ, mở mang dân trí để chống thực dân Pháp, đã mở trường dạy quốc ngữ vào tháng 3 năm 1907, gây nên phong trào học quốc ngữ lan ra nhiều tỉnh. Giáo sư Trần Trung Ngọc: vậy tại sao thành phố Đà Nẵng không lấy tên các nhà cách mạng dân tộc ấy đặt tên đường, lại chọn tên của phường Giang Tế? Tại sao dư luận không ngoái lại nhìn và phản đối trước khi ván đã đóng xuồng? Tại sao sự kiện nâng đỡ Thiên Chúa Giáo lại diễn ra vào lúc có những ai đang cố tình đập nát Phật giáo? Phải chăng có một sự tái hiện lịch sử cao trào pháp nạn năm 1963 đang âm thầm diễn tiến mà quý Phật tử lại thờ ơ? Sau thầy Thắng Toàn, ai sẽ là nạn nhân tiếp theo của truyền thông bẩn? Phải chăng tất cả tỉnh thành trong nước đều tổ chức hội thảo tri ân để tiến hành đặt tên đường và dựng tượng đài Đắc Lộ? Ngày 15 tháng 4 năm 1858, giặc Pháp đánh chiếm Đà Nẵng, mở đường cho cuộc đô hộ. Quân đội và nhân dân Đà Nẵng tử nạn rất nhiều, quê hương đất nước điêu linh cả trăm năm. Giờ không lẽ mọi người quên rồi hay sao mà còn lấy tên của một tên giặc mà đặt tên đường? Tôi nghẹn lời. Giữa vận mệnh của quốc gia, sự an nguy của đất nước và giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc, cũng như sự thật lịch sử và định hướng truyền thông, ai vô thiếu chính kiến, quý vị chọn cái nào? Qua sự kiện đấu tố nhà sư và đặt tên đường Đắc Lộ, tất nhiên cái gì không thuộc về dân tộc phải lựa chọn từ bỏ. Xin quý vị hãy nhìn về tương lai con em mình phía trước. Chúng sẽ học những gì hay tôn thờ giặc ngoại xâm, đó là tùy thuộc vào hành động và thái độ của chúng ta ngày nay. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe bài viết của Cuồng Văn.